Chào bác, hôm nay ngày 26/6 cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu cho mọi người lô máy cắt cỏ này, máy tỉa bờ rào nhá và thổi lá các bác nhá. Thì số điện thoại cửa hàng bên em là 0976123370. Bác nào quan tâm sản phẩm có thể liên hệ qua số điện thoại đó các bác nhá. Cái lô này sẽ giới thiệu ít thôi, gồm có 1, 2, 3, 4 con cắt cỏ này, hàng VIP nhá, cắt cỏ 4 con hàng tuyển cho các bác này, tỉa bờ rào nhá, tỉa bờ rào hàng rất là đẹp cho các bác này. Đấy, và con thổi lá Makita 4 thì nhá. Đấy, hàng này rất nhiều các bác hỏi này. Đấy, hôm nay về được cây. Rồi. Thì số điện thoại cửa hàng bên em là 0976123370. Bác nào xem clip thì vui lòng cho cửa hàng em xin một nút like, đăng ký kênh, một chuông thông báo các bác nhá. Đó. Thì em xin phép giới thiệu chi tiết luôn. Cái lô này. Đầu tiên là con EE1 này. Lô này lô EE, đầu tiên con EE1 con đến từ thương hiệu Tanaka. Con này là máy Tanaka tum rời các bác nhá. Tanaka 230 23cc, lòng 32 ly. Con này thì dòng này thì thích hợp cho bác nào cắt mình muốn mua con máy cực kỳ nhạy nổ này, nhẹ nhàng máy bốc đấy, tiết kiệm nhiên liệu thì vô đối thiên hạ. Con này đặc biệt của nó là nó chạy tum rời các bác nhá, nó chạy tum rời này. Đó, máy rất là đẹp luôn. Tum rời thì Tanaka, những dòng Tanaka TVC tum rời rất là ít nhá. Đấy, con này thì các bác có thể chế cháo này hay làm gì đó rất ok luôn. Chụp giật thì chụp giật trợ lực lớn nhá, rất là nhẹ nhàng, bình xăng trắng bốc luôn này. Đó, chế xài chế ăn pro, chế ăn pro chế lê đỏ nhá, zin theo máy luôn. Đó, con này thì bán anh em giá là 1.500.000 bao ship nhá. Đó thì con này thì khi bác mua hàng sản phẩm này sẽ gồm có lưỡi đồ vặn dây đeo chén cỏ quật cước cho bác nhé. Đó, có 4 món, à 6 món. Ok, test nổ cho bác này. Còn các bác nhìn ốc của nó này, ốc áng của nó này. Đó, ốc 7 màu luôn nhé. Rất là nhẹ nhàng. Chụp giật trợ lực. Ok, con này thì bán anh em giá là 1.500.000 bao ship thôi. Tiếp theo con số. Rồi, tiếp theo con số 2. Số 2 con đấy từ thương hiệu Honda Gig 25 25cc, lòng 25,6cc, lòng 35 ly. Con này thì cực kỳ VIP nhá. Máy rất là đẹp luôn cho bác nhá. Con này thì máy đẹp đến 90% luôn này. Con này thì lốc máy này Honda nha bác nhá. Series của nó này, series của nó là 138 nhá, 0138, 4 số cuối ạ. Con này thì thích hợp cho các bác nào xài muốn mua con máy xăng riêng, nhớt riêng, đổ nhớt vào đây, xăng vào đây. Máy Honda này thì nó cực kỳ nhạy nổ cho bác nhá, cực kỳ nhạy nổ và cực kỳ bền bỉ nhá. Đó, cực kỳ bền bỉ luôn, thương hiệu máy 4 thì số 1 thế giới luôn ạ. Đấy, con này thì quá là đẹp luôn, hàng về con này rất là đẹp nhá. Tum tum rời, bố con nhỏ. Đó, máy cực kỳ xuất sắc luôn. Đây. Đấy, tay gà bóp gì nguyên bản theo máy này. Các bác nào muốn có điều kiện thì các bác xài con này rất là VIP luôn. Vì là con này máy khá đẹp cho nên là em mua vào giá khá là cao, bán giá hơi cao cho bác, giá 2.8 triệu. Có những con máy em chỉ bán 2.4 triệu, 2.3 triệu thôi đó. Tùy. Những con máy bán 2 triệu, tùy hình thức của máy nha các bác nhé. Ok, em sẽ test nổ luôn tiếng máy con này cho bác. Con số 2, con này giá 2.8 triệu bao ship nhé. Bao khói, bao hơi luôn. Con này thì bao khói, bao hơi, động cơ bao đẹp đến 90% luôn cho bác nhé. Cực kỳ VIP luôn, đẳng cấp. Rồi tiếp theo con số 3. Con số 3 con đến từ thương hiệu Echo này. Con này Echo QZ. Con này Echo QZ này. Con này 23cc, Echo 235, 23cc, lòng 32 ly. Dòng này chạy cực đỉnh luôn, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, máy cực khỏe nhá. Đấy. Con này thì của nó là đi chụp giật này, chụp giật trợ lực nhá. Đấy, máy cực kỳ VIP luôn. Cái nữa này, con này xài tum và tum nhôm nhá các bác nhá. Tum tum nhôm, bao các bác là không bao giờ lo về khoản cháy tum hay như nào cả. Cực kỳ đẳng cấp luôn. Nữa này, tay ga bóp zin nguyên bản này, tay ga bóp hệ luôn nhá. Con này xài chế là chế ga ngang này, cực kỳ dễ dàng khi các bác bị hỏng hóc thì cực kỳ dễ dàng thay thế nhá. Nói chung là cái chế này nó ít, rất ít khi hỏng.
Đấy. Chế này nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cho các bác luôn. Đó. Tất cả đều zin nguyên bản từ A đến Z luôn, máy rất là đẹp. Tùm tùm nhôm. Ok, test nổ luôn tiếng máy con số 3 cho bác, con này giá 1.600.000 bao ship. Ok. Rồi, tiếp theo con số 4. Con số 4 này con đến từ thương hiệu Mazuyama. Con này thì máy quá đẹp luôn nhá. Một con này máy đẹp đến 95% luôn. Mazu 26cc, nòng 34 ly. Các bác nhìn này, nó còn có cả những cái tem của cửa hàng này. Đó, rất là ngon luôn, máy về quá đẹp luôn nhá. Con này thì lốc máy nó sẽ made in Japan này. Máy đẹp đến 95%, hàng về thiếu cái thùng. Đó, đây. Mức in Japan này. Dòng Mazu này thì chạy các bác, thứ nhất là bao các bác tiết kiệm nhiên liệu nhá. Bao các bác là máy bền luôn. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nữa, tiết kiệm nhiên liệu nó số 1 luôn. Máy quá đẹp luôn này. Không còn gì để chê. Chỉ có là không thích thôi. Đây. Máy rất là đẹp, sáng đẹp. Tay ga bóp hệ này. Đó. Máy quá đẹp luôn. Ốc áo của nó này. Ok, test nổ luôn tiếng máy con này cho bác. Nhưng con này 26cc, nòng 34 ly. Bao các bác quật cước luôn nhá. Con này giá 2 triệu thôi, số 4. Máy quá xuất sắc. Tốt rồi. Ok, tiếp theo đến lô tỉa cành. Lô tỉa cành, tỉa rào, hái chè cho bác nhé. Rồi, con số 5. Con số 5 con đến từ thương hiệu Zenoth Komatsu. Con này là Komatsu 2 lưỡi này. Để nói về máy Komatsu thì tất cả những cái đời máy xăng của nó rất là tốt nhé. Máy nổ, từ máy nổ đến máy phát điện, máy cưa, máy cắt cỏ, máy tỉa rào, động cơ cực kỳ đẳng cấp luôn. Đặc biệt nữa này, con này thì máy các bác nhìn cái bình xăng của nó này. Con này máy này, mới này. Mới đến 95% luôn. Quá đẹp luôn. Con này chạy quá đẳng cấp nha. Con này xài 2 lưỡi này. Lưỡi của nó rất là dày nhá. Lưỡi của thằng này rất là dày, rất là đẹp. Đấy, chắc là chỉ sử dụng một qua 1-2 lần thôi. Lưỡi con này là dài đến 60. 60 cho bác này. Đấy. Komatsu còn có trợ lực nhá. Ok, 2 lưỡi thì các bác có thể tỉa tròn được nhá. Tỉa ngang, tỉa dọc. Sẽ test nổ cái tiếng máy con này cho bác này. Con này giá 1 triệu 7 bao ship. Okay. Rồi, tiếp theo. Số 6 là con đến từ cũng là tỉa rào. Thì những clip trước thì em có lên rất nhiều tỉa rào nhưng em không có thời gian test nổ cho bác đấy. Lô này thì ít em sẽ test nổ cho bác luôn. Con này có tỉa rào đến từ thương hiệu Echo này. Con này lưỡi khá là dài. Con này lưỡi dài đến 80 luôn. Cực kỳ vip nhá. Một lưỡi dành cho bác là đốn chè này. Đó. Này máy khá là đẹp. Đấy, Echo, chú Echo này rất là đẳng cấp luôn. Đấy, lưỡi. Lưỡi của Nhật thì đẳng cấp luôn nhá. Con này đốn chè hay là tỉa rào các kiểu rất là vip luôn. Đấy, Echo, con này 22cc, nòng 32 ly. Ok, con này thì giá là 1 triệu 7 bao ship nhá. Một lưỡi. Ok, con này giá 1 triệu 7, máy nổ cực kỳ mạnh luôn. Tiếp theo, số 7 này. Con này thì máy đẹp xuất sắc luôn. Con này thì đến từ thương hiệu Mazuyama. Chụp giật trợ lực này, thì nó giống con máy số cách cỏ số 4 nhá. Động cơ của Mazuyama, chạy thì rất tiết kiệm nhiên liệu nha các anh nhé. Con này thì máy đẹp đến 95% luôn. Về hàng về thiếu cái hộp. Đây, máng miếc của nó này, rất là đẹp lưỡi này. Đó, rất là đẹp luôn, chỉ có vài cái chi tiết nó bị nước mưa vào nó hơi han gì một tí thôi.
máy chạy chế One Pro cực kỳ vip luôn, rất là đẹp nhá. Lưỡi con này được tầm 80 các anh nhá, 80 ạ. Ok, test nổ cho bao con này này. Con này thì bán anh em giá 1.8 triệu bao ship này. Cái trợ lực rất là nhẹ. Rất là ngon luôn. Cực kỳ nhẹ nổ nhá, chủ sở trợ lực này. Ok, tiếp theo con cuối cùng ngày hôm nay là một con máy thổi lá này. Con này máy thổi lá đến từ thương hiệu Makita 4 thì nhá. Con này 425. Nói chung là rất nhiều các bác mong chờ con này về nhá. Các bác nào đã lần trước đã hỏi mua chốt trượt những con thổi lá 4 thì này thì các bác có thể lựa chọn con này. Đấy. Cái phần ống này em chưa vệ sinh nhá. Đấy. Ống về chưa vệ sinh được, quên mất. Lắp vào để bán cho bác thôi. Ống thì zin hai khắc luôn nhá. Hôm trước một về thổi lá chỉ có một khắc thôi. Ống của Makita. Con này thì 425, xăng riêng nhớt riêng nhá các bác nhá. Đây cái phần này nó hơi dính dầu tí, em chưa có thời gian vệ sinh này. Đó, máy đổ xăng vào nổ luôn. Cực kỳ vip luôn cho bác này. Quá xuất sắc. 425. Phải rất là đẹp luôn nhá. Các bác nhìn máy này. Máy đẹp 90% luôn. Đó. Ok, con này thì bán anh em giá 2.5 triệu nhá, thổi lá 4 thì nhá. Cầm tay rất là vip luôn. Test nổ cho bác con này nhá. Em thổi lá này thì cực vip rồi. Thì ở đây em có chưa đủ nhớt cho nó nha các bác nhá. Chưa có châm nhớt 4 thì. Đó, các bác nào quan tâm sản phẩm có thể liên hệ qua số điện thoại 0976123330. Em sẽ test cho các bác nhá. Con này chưa châm nhớt này. Quên mất chưa châm nhớt ở cho nó. Đó. Ok. Nổ thì nó sợ nó phá mất động cơ đi chết. Ok. Rồi. Bác nào quan tâm sản phẩm có thể liên hệ qua số điện thoại 0976123330. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.